Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng mà dù có trải qua rất nhiều những nỗi đau khổ, buồn phiền, thì những gia chủ tuổi Quý Dậu vẫn luôn giỏ lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái riêng cho tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh sẽ luôn được xuôi chèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc thì ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì cụ thể, trong tháng 3 năm 2022 thì vận trình của những người tuổi Quý Dậu như thế nào, công danh, tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh kiếm phong kim. Tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra. Thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay là miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung, mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng chính vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ, như ăn cơm uống nước, chẳng mấy, đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Xem tử vi tháng Giáp Thìn năm 2022 cho quý gia chủ tuổi Quý Dậu. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến vợ chồng. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp giáp dương mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Quý Dậu. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, người tuổi Quý Dậu sẽ có một tháng mới đầy triển vọng, còn bạn, trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm, cho nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều, cho nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi. Tốt nhất là hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân mình, gây ấn tượng với cấp trên. Vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Dậu, để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh trong năm nay thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm, không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, cửu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không thì sẽ dẫn tới các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, trong tháng này bạn cũng cần phải hạn chế những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Quý Dậu còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý, cùng với đó là giờ giấc luyện tập thường xuyên. Các quý gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Năm mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy mạnh dạn tiến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn và nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022, dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ bạn tiến hành trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1993, tuổi Dậu. Trong tháng 3 âm lịch, chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị bình an, may mắn và thành công.